Xin kính chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông của công ty AV Việt Nam và âm thanh Kim Nghiêm. Vâng, hôm nay công ty AV Việt Nam và âm thanh Kim Nghiêm xin giới thiệu với các bác một sản phẩm cục đẩy công suất đến từ thương hiệu CAF. Model sản phẩm là FA-36F. Tổng công suất tải 4 ohm đánh cầu Bright là 3600W, nên đây là mã của sản phẩm các bác nhé. Và đây là một sản phẩm nhập khẩu nguyên đai nguyên kiện, hàng mới cứng mang từ bên nước ngoài mang về, nhập khẩu chính hãng tại công ty AV Việt Nam. Các bác có thể check mã QR code tại khu vực mã vạch này để xem thêm về cái thông tin của nhà máy. Rồi thì anh em chúng em bây giờ sẽ mở sản phẩm ra, unbox ra, mời các bác cùng xem nha. Đây là cái mặt trước của cái sản phẩm cục đẩy này các bác nhé. Đây là thông số và tem phiếu bảo hành của công ty này, có một cái phiếu nữa. Bây giờ em sẽ mở cho các bác xem trước là cái quyển hướng dẫn sử dụng, cùng với đó là cái thông số khá là chi tiết của cục power âm ly này. Đấy. Như các hàng trên thị trường ấy thì quyển manuner này thì sẽ đơn giản là in hình các mẫu kiểu gần như là cục đẩy công suất đây, nhưng mà không có logo của hãng. Những cái mẫu này thì có đầu tiên mẫu này là có các series là FA12, FA16, FA18, FA36, FA72 và đây hiện tại các bác đang xem là FA36 nhé, 36F. Thì em sẽ mở phát đến trang gần cuối cùng luôn để cho các bác xem là thông số của dòng công suất này. FA36 8 ohm là 850W, 8 ohm là 850W. Tải đây các bác xem nha, 8 ohm là 850W, 4 ohm là 1360W, 2 ohm, trời ơi 2 ohm, 2 ohm là vào 1630W, 8 ohm bright chập cầu là 2720W và 4 ohm bright là 3260W trên cục đẩy này. Thông số rất là chi tiết đầy đủ cho các bác xem. Manuner hướng dẫn sử dụng toàn bằng tiếng Anh thôi, hàng hàng nhập khẩu chính hãng các bác nhé. Này, in rõ đầy đủ luôn cho các bác về thì lưu ý là nên Google Translate để dịch các thông tin này ra. Rồi thì đây là cái sản phẩm cục đẩy công suất này các bác này. Đây là mặt trước của sản phẩm nha, em sẽ zoom lên một tí cho nó rõ tí ạ. Đây là cái mặt trước các bác nhá. Đấy, model sản phẩm FA36 trông có vẻ nó rất là xịn, có vẻ đó rất là xịn rồi, rất là cao cấp. Đấy, tem phiếu bảo hành nhập khẩu chính hãng bên cạnh đây. Đấy, bên cạnh có tem bảo hành của công ty AV Việt Nam. Và đây là cái phần sau, phần sau đây đó các bác xem nha. Cái này thì cũng như các mẫu bình thường thôi, nhưng con này nó không dùng cầu chỉ, nó dùng breaker, tức là cái kiểu dân e nhiệt, giống các cái kiểu máy nén khí mà của Nhật ngày xưa ấy. Hay là các máy tải công suất rất là lớn, dùng quá tải phát cái dân e nó nhảy ra, nó giống cái ổ cắm điện của Niwa. Khi bác chờ tầm 2-3 giây các bác bấm lại máy nó hoạt động bình thường. Để công tắc kiểu dân e tải quá tải nó sẽ nhảy ở đây, không dùng cầu chì. Tại vì là chúng ta là mỗi lần chảo máy đánh dồn tải lớn quá hay là như nào đó đứt chì thì lại phải thay cầu chì, nhưng cái đây các bác chỉ cần bấm lại cái là xong. Cửa đầu ra là có rắc spec công, cửa cắm A kênh B. Kênh A thì các bác có thể là đánh luôn cả A cả B, tức là các bác cắm một dây kênh A thì là ra luôn cả hai phế loa đó. Hoặc là các bác dùng con đẩy này là đánh pick amp, tức là một cục đẩy này đánh một chiếc array bát riêng, tép riêng, thì các bác đánh trên cục đẩy này, các bác cắm này, in một là tép này, in hai là bát này, các bác đấu kênh A, đấu đủ 4 chân, các bác cắm rắc spec công vào là ra luôn cả hai kênh. Hoặc là các bác có thể đấu theo rắc kiểu vặn xoắn truyền thống này. Bên cạnh đây thì các có chế độ là go ohm này, tức là tiếp đất này, tiếp đất là tiếp điện an toàn này, độ nhạy tín hiệu đầu vào này, model đánh này, bây giờ đang để là Cell Paraneva và Bright. Đấy, có rất nhiều chế độ, hàng nhập khẩu chính hãng của công ty nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Con này thì công suất tải 4 ohm thì cũng hơi khẩu khổ rồi. Đấy nhá, tem bảo hành của công ty này, CAF này. Đó, rất là đẹp, khá là đầy đủ. Professional Power Amply, đạt chuẩn âm thanh chuyên nghiệp của cục đẩy công suất. Rồi, ok, thì bây giờ anh em chúng em xin tạm dừng video đến đây. Trong clip lần sau thì xin test thử đầy đủ cho các bác cùng xem nhé. Các bác nào quan tâm đến mẫu sản phẩm cục đẩy công suất này thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại dưới phần mô tả để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như mức giá hiện tại đang bán là bao nhiêu các bác nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn gặp các bác trong clip lần sau.